cấp không, đạt cấp không? Vip không mọi người? Cắm điện một phát là rớt luôn. Anh em mình dòng điện từ trong kia ra đây luôn. Đấy, nói chung là khá là chắc chắn rồi mọi người nhá. Ở đây đủ rau luôn, anh em mình vừa rửa. Giới thiệu với mọi người, đây là mâm mâm lẩu của anh em mình nhá. Anh ơi, anh biết món hoa mướp không? Ờ, vặt luôn. Quả mướp. Thả luôn. Mới đậu đèo này. Mâm lẩu của anh em mình gồm có hoa đuôi mướp. Đuôi bê này, ngô này, tôm này, dạ bê này, lòng bê này. Đấy. Hoa mướp này. Hoa mướp này. Đấy, bây giờ là sẽ mì tôm nữa này. Đó, nước chấm đây này. Không biết là mọi người có nhìn rõ hết không? Tại vì ở trên này hơi khó để có thể anh em mình nói chung là hơi khó để có thể lấy hình ảnh nó sát một tí. Đấy. Nào. Anh ơi, cho đuôi bê vào trước cho nó ngọt nhỉ? Cho vào. Cho vào, cho cả đây vào. Đây, dạ bê đây này. Cho vào. Cho tôm vào. Cho tôm vào. Đấy, xà. Nói chung là ở trên này nhá, rất là mát, mặc dù mặt trời nó đang lên hơi nắng một tí nhưng mà được cái gió mát rất là ok đấy mọi người ạ. Mọi người thấy tôm chưa không? Tôm này ăn sống được luôn nhá. Không phải chanh nhỉ anh nhỉ? Không phải chanh. Không phải chanh, em làm một luôn một quần. Nước cá mấy cá mua nó còn nhẹ nhanh nhảy luôn. À gì nhỉ? À đây. Sao? Mù tạt không? Đây nhá. Mù tạt á? Không có, không cần mù tạt chấm tương. Đây là quả mướp cho mình nhá. Quả này nó hơi xấu. Tôi xin phép là cho nó đi trước. Không phải to nữa. Wow. Ui, quả này trông thế mà già. Lấy phần ngọn của nó thôi. Lẩu mướp. Đấy. Cắt cơn luôn quả. Rất con nhiều. Tôm tay trái nhỉ. Rất nhiều ngọn hoa mướp. Ngọt lắm. Mày vặt mấy cái hoa đằng sau đít mày kìa. Không phải mới. Ngại chết. À đây đây. Con ong này. Con này nó chanh hoa mướp của nó bánh. Đây. Quả này hơi già nhưng mà nói chung là ăn được mọi người ạ. Hái luôn vào đây. Nồi lẩu thấp cầm. Bay mất rồi. Làm gì mà bay phật mất rồi. Rồi. Cho một cái ngọn rau mướp à? Tăng speed lên. Đây nhá, rau mướp. Đây, rau mướp sạch nha mọi người nhá. Nó còn có lỗ chỗ chấm sâu nó ăn đấy. Đấy, rất là sạch. Nó là non nữa, không phải bóc. Đúng rồi, tăng cái non đây luôn. Mình ở trên đỉnh nên cứ ngắt cái ngọn. Đấy. Rất là non. Không như gọi là tươi non luôn nhá. Để ý kéo có dày, à không có đâu. Khô, tưởng dày. Hoa mướp. Ui anh ơi, tôm đã chín rồi. Sôi nhanh nhở. À. Tôm, thưởng thức tôm, con tôm trước này. À. Tao thưởng thức hoa mướp trước. Mình gọi là chuyện tình giản hoa mướp mọi người ạ. Ép làm quả hoa mướp trước. Mời mọi người nhá. Ui. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn trên giản mướp là phải thưởng thức hoa mướp trước. Ngon. Nó như kiểu rau su su. Rau su su đấy. Ngon với anh rồi. Rau mướp này ăn hay hay ấy. Nó như kiểu rau su su. Nó ngon. Xào xào tái ấy. Tôm. Hôm nay đi chợ muộn, tôm hơi bé mọi người ạ. Nhưng mà nó tươi, nó sống nguyên. Tươi cho nó một con à? Chó vào. Bí vậy. Mình nhiều tôm mà nhỉ. Nào, bắt đi. Đây này. Âu, gặm quá. Đây là nồi lẩu của anh em mình nhá mọi người nhá. Hôm nay chơi hẳn hàng sang dùng điện luôn, răng lên giàn mướp. Chà. Ăn bỏng nó ngồi này mới ngay này. À, chờ tí mày đấy đi để tao đi hái ít cái rau này, còn một cái rau giữa cực ngon. Từ đã, chỉ con này á. Ngon chưa? Tươi ngọt chưa?
À. Chụp mày đợi mày bóc xong rồi. Bóc ăn người từng chút đàng hoàng. Lổm luôn. Chủ. Đây nồi lẩu của anh em mình gồm có dạ bê và đấy lúc nãy kể rồi. Rất là ngọt. À, mọi người nhìn thấy những cái ngọn rau mướp chưa? Hoa mướp chưa? Mướp to cả anh ơi. Tí nữa anh em mình sẽ hái hết ra và thưởng thức nhá. Ơi, mọi người biết món gì nữa đây không? Thần dược chưa ông Tư. Món này cực kỳ ngon nha. Hoa đu đủ. Đây. Nó nhiều càng ngon. Đấy. Anh lấy một ít ra ngọn nữa. Ngọn à? Ngọn non đấy, tao lá non đấy. Cái này thì lấy đâu ra quả? Lấy được mà. Lấy được được cái. Lấy được quả. Được hay cái? Được. Mày biết được cái? Cái nó chẳng có quả gì à? Đây, ngọn này. Rất là ngon. Đây là ngọn hoa đu đủ ấy. Còn nó một cây đu đủ. Đây. Ôi thôi. Ký của trời. Ây xa. Đây. Wow. Ở đây. Ở đây nó ngon này. Đưa vào đây anh em ăn đủ đấy. Ây xa. Để con bữa sau nhỉ. Rồi ok. Nói chung là toàn là cây nhà lá vườn hết nha mọi người nhá. À, xung quanh đây có những cái gì là anh em mình sẽ bê hết vào nồi lẩu. Cho luôn cái đây vào nồi lẩu. Đây là hoa đấy, hoa đu đủ hoa mình đu đủ vừa mới vặt nhá. Ăn rất là bổ, rất là ngon. Nếu mà ai không ăn được thì nó sẽ cực kỳ đắng, nếu mà còn ai ăn được sẽ rất là ngon nhá. Kia hoa này còn lá non này. À đây. Ôi, này mày. Trời. Oh, từ từ. Mày cho tất kia vào để thành một nồi lẩu siêu to khổng lồ đi. Lẩu cho tất luôn à? Ờ. Tống tất à? Tống tất cái kia đấy vào trong trước đã. Kìa có cái gắp kìa, cái gắp với cái muôi cái kìa ở dưới mâm ấy, đấy. 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 Thế mà không biết. Đấy. Đấy. Tống tất vào. Đấy. Trời, thấy mọi người thấy gió chưa? Thấy mát chưa? Siêu mát nha. Còn chưa. Đấy. Wow. Một nồi lẩu đặc biệt, siêu đặc biệt với một khách sạn 5 sao. Ăn trong quả này ngon luôn. Nghìn sao luôn. Đấy. Gạt. Đấy. Chuẩn luôn. Mấy con chuồi nó chả biết nó được thấy chậm mời ở đâu. Nó đến liên hoàn. Liên hoàn. Nhưng anh em mình không cho liên hoàn nhé. Một mất dậy nè. Đóng vào, đây đây. Đấy. Đấy. Anh em bảo, à tui. Em hoa quá. Đi chưa? Đấy, đại gạt đã, đây. Mọi người thấy mát không? Siêu mát luôn. Đây. Đây. Anh em mình ăn ở trên này gọi là hưởng ấy. Đây gọi là một phong cách siêu Dubai mà. Dubai làm gì có cái này anh em. Siêu hưởng okay, luôn. Nào. Đâu. Mình đi làm một nhẹ nhẹ. À. Quá tuyệt vời. Trăng thanh gió mát. Nhưng mà mỗi tội ở đây không có trăng. Ngon nhỉ. Có gió thôi. Trăng thì phải buổi tối. Còn buổi tối thì mọi người xem sẽ không được rõ. À, mọi người thấy cái dạng nước của anh em mình ok không? Tối mà lắp đèn nháy mà nhấp nháy vô rồi. Lắp ánh sáng quay cho mọi người xem. Sao mà muôi nó đốt cho. Muôi nó đốt cho không thiếu phát nào. Vâng, vâng. Nói chung là cái dàn mướp này của nhà mình thì khá là lâu rồi. Nó sập sệ gọi là cải tạo lại rất là nhiều lần rồi. Nói chung là nếu mà để thì khả năng gió to quá là cũng sập đấy. Nhưng mà anh em mình đã kê chõng ở dưới và kiên cố, cực kỳ kiên cố rồi. Khả năng để luôn đây cho mướp nó thế mà chỉ trong ngoài em mình à? Làm trong mới à? Mở ra xem à? Mở ra xem kia chưa? Ôi! À, con lợn này. Lẩu luôn. Mày này. Ui, con này béo đấy, bùi con này ăn hơi chua chua ấy, ngon lắm. Con này hôm nay đi bắt cháu ấy trong được con này ăn mà. Được con đây là con đúng rồi, nó hơi chua chua ấy. Đây là con tự nhiên tao quên con gì nhỉ? Con đúng rồi, gọi là gịt gò. Không. Con này con gì nhỉ? À, sao tự nhiên mình lại quên mất. Tại anh hỏi thế mới quên ấy. Ờ, à bọ ngựa. Bọ ngựa. Con bọ ngựa nha mọi người nha. Tự nhiên là nó xích rúc vào nồi lẩu nhá. Đây tí nữa cho mau đệ chén luôn. Đang chửa đấy. Ấy, vẫn chưa sôi nhỉ, lâu thế nhỉ? Chưa sôi.
đợi một lúc nữa. Nào, à, xong chín một tỉ chén đấy. Trên này gió to nên khá là lâu mới được mọi người ạ. Nhưng mà chén được rồi ha. Đâu? Chén đi. Ôi xa. Con bọ ngựa đâu rồi? Đây. Tự làm luôn. Con này luộc nên nó màu không được đỏ lắm. Con này là con... Con này mà dán lên ấy. Con này là... Con dán lên nha, nó vàng vàng nha. Ăn nó giòn nha. Con này nó ăn như kiểu châu chấu ấy nha mọi người nhá. Đấy. Không biết ăn lẩu bọ ngựa nó như nào. Ừ. Ngon không? Béo à? Ngon. Béo à? Béo. Đấy. Còn đây là nồi nồi lẩu của anh em mình đã xong nhá. Đây, cho mọi người xem nhá. Nó gọi là đặc sệt luôn. Toàn toàn đồ là đồ luôn. Ấy, thấy chưa? Thấy dạ bê, đuôi bê và đem lòng bê chưa? Lá đu đủ hết. Đây. Ấy. Lá đu đủ ăn khá là đắng. Nhưng mà mau đệ chén được hết. Không đắng đâu. Ừ? Đây là mọi người nhá, không đắng mấy đâu. Không đắng á? Hơi một tí ngâm ngâm. Cái này mới đắng này, cái đấy hình như không đắng đâu. Cái hoa đu đủ thì nó mới đắng nhá mọi người nhá, đây này. Nhưng mà đắng, nó ngâm ngâm đắng khá là ngon. Nó chút chút mà, cái này. À, thử miếng một chút chút. Đây, mình thử miếng một chút. Siêu đắng luôn. Nhưng mà cái này chữa bệnh cực tốt nhá mọi người nhá. Nó ngâm ngâm đắng rất là kìa. Rất tốt cho dạ dày. Mày mới cho ra một cái cỡ như thế. Đây, làm cỡ non nhé. Ừ. Cỡ non ngon cực. Hơi dài dài rồi, không non mới đâu này. Có cái ngon mà. Cắt bớt đi xong rồi để lên đây đoạn này này. Đây cho anh cái nồi này. Đấy. Ừ. Em hừng cỡ vào. Ừ. Ăn rau đu đủ khá là phê. Mọi người không biết là có hay ăn rau đu đủ không hay là hút cấm đu đủ nữa. Xay đu đủ. Nói chung là mọi người hãy thử một lần ăn rau đu đủ nhá. Đắng, ngon. Nó ngâm ngâm đắng đấy. Không đắng mấy đâu. Ờ. Cấm là thế kia, tước ra. Em làm thử con cái lòng non này, để tiêu, để ăn cả ngón tay út của em này. Lòng bê. Mời tất cả mọi người nhé, ăn thử cái lòng bê. Wow. Wow. Nó bé quá. Ngon nhưng mà chưa được ngon nhiều vị. Gắp nhiều cái vào. Em thử gắp nhiều. Ăn 4 cái lên một lúc nha. Ngon. Nói chung là tuyệt vời lắm mọi người ạ. Khi mà ngồi trên này nó phải nói thế nào nhỉ? Mái tối rồi. Mát. Hết nắng rồi. Bây giờ là hết nắng rồi. Mọi người thấy gió chưa? Cây cối gió. Thôi rồi. Giảm speed đi cho nó. Anh ăn miếng đấy này. Mướp này, ăn chân chân mướp mà không ăn mướp thì hơi phí. À ừ nhỉ. Để nó nhừ mất rồi này. Quên. Đâu, nó đâu rồi. Đấy. Mướp cái quả đầu tiên lúc nãy mình thái vào đây mọi người. Ngọt lắm, ngọt lắm mọi người ạ. Nó ngấm nước tôm ấy. Tôm này là nghe ra phải ngồi trên đàn bầu. Đúng rồi. Xong rồi vặt rau tôm ăn với ruột bầu mọi người ạ. Ăn trước anh lừa em nhé. Người ta bảo ăn thịt tôm với bầu. Rau tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húc gật đầu khen ngon. Đấy là người ta không có thịt tôm. Thịt tôm gì? Thì tội cho mấy cái thằng con thôi. Chồng cha vợ hút con ăn cái gì? Wow. Béo nhỉ? Lòng bê béo. Làm miếng tôm mà. Xong hai con tôm ra đây cho nguội. Mọi người ăn nếu mà ăn đấy lòng bê với dạ bê này nhá, cực kỳ ngon nhá, giòn lắm, nó không dai đâu, kể cả nấu lẩu, kể cả là xào. Anh ơi. Em mặc vép em cưng anh một cái. Yêu non. Làm đủ chưa đủ khai thác hả? Quả mướp kia bằng ngón cái út. Sao vậy?
Đây gọi là triệt phá dàn nước của mẹ mình. Mẹ mình về mà thấy này chết đói. Mẹ mà đại ca là không có nhà ấy, mẹ mà đại ca về úi giời. Lằn mông. Nói chung là không sao cả. Vì dàn mướp nhà mình nó rất là nhiều quả là thứ nhất, mà thứ hai là khi vặt ngọn nó đi là cái tốt chứ không phải là cái hại nhá mọi người đó. Khi vặt ngọn nó sẽ tủa ra thêm. Thế vặt quả còn chưa khai thác được thì nó như nào? Thế nào thì đi ăn thử gọi là nếm. Thì con trai cưng của mẹ treo lên giường vặt viên chưa? Ê, lăn đi cha. Đánh nhau. Bọc hết cái này đi. Ngon chưa? Ngon chưa? Đúng ngon chưa? Chấm vào đây. Hỏi thật mọi người nhé, bao nhiêu người muốn ăn trên giàn mướp như anh em mình? Bao nhiêu người muốn thưởng thức gọi là hương đồng gió nội, gọi là gì nhỉ? Gọi là em thích cái gì ăn, thiên nhiên nhỉ? Ăn ngoài thiên nhiên hơn. Em chẳng thích ăn cái nhà này, mới. Cái này không phải thiên nhiên à? Không phải là chẳng thích nhưng mà siêu thiên nhiên. Ở đấy đông lắm nhỉ. Anh nhỉ? Đây này. Siêu phẩm thế này. Ui. Siêu phẩm thế này. Để chấm mà này. Làm sao để đây. Siêu phẩm thế này. Ai à? Ê. Ai à? Nó bỏng. Giảm speed đi cho nó sôi ít thôi. Đuôi bì rất là phê mọi người ạ. Đây cái này này. Cái này cảm giác nó như kiểu cái sách ấy. Nó là cái dạng bê, sách của bê ấy. Ngon lắm. Hoa khế. Siêu giòn. Cái này hơi trơn mọi người ạ. Sao phải ăn được nó nhỉ? Này. Đuôi đấy để cho nó ngọt nước. Mà ăn được phải không? Em làm siêu ngon. Cái đuôi. Úi dồi. Wow. Bỏ quá. Wow. Wow. Đây nó nguội ra. Ui. Thỉnh thoảng có một cơn gió lạ. Mát thôi rồi. Tê người. Đây nó nguội ra anh ạ. Nó đang bỏng lắm. Không dám cầm.